chị nè. Rồi xin lại chấm like tương tác lên giùm em ha. Chào em Đoàn Thị Trang nha. Rồi mọi người chia sẻ like lên giùm em đi mấy chị. Chia sẻ like lên Tảo và Ba nha. Chị chờ em xíu ha. Không có đồ mới đâu thì Trang ơi, bà Ba là không có đồ mới rồi. Bữa nay là không có hàng mới đâu. Xưởng bây giờ là đóng cửa hết, đâu có may được đồ đâu, có hàng mới đâu thì Trang ơi, giờ là chỉ có bán hàng cũ thôi, còn đồ mới chỉ có đồ bộ rồi nha. Mấy chị chờ em xíu thôi. Chị chia sẻ like lên giùm em nha. Em chào chị Bến Thị Lê. Chỉ có đồ bộ mặt nhà, đồ bộ kiểu đâu thì có đồ mới, chứ còn bà Ba là không có mẫu mới nha thì Trang ơi. Chị nào chia sẻ like rồi chấm lên cho em, em ghi phiếu nha. Chào chị Phương Bình, hello chị Tâm Thiện.
Dạ em xíu ha, em chia sẻ like đã, nãy giờ cái Facebook nó bị trục trặc xíu. Cô dỗ chưa, ngày mai con mới gửi ra nha, mấy ngày nay hàng chưa gửi đi cô ơi. Mai ông đưa ông bưu điện ông vô rồi con mới gửi hàng ra nha. Rồi em chào mấy chị ha, chị nào đang xem chấm like lên giùm em nha, chia sẻ like tặng áo và ba nha mấy chị. Em chào chị Tuấn Khang. Mọi người chia sẻ like lên giùm em 3 lần trang cá nhân ha. 3 lần trang cá nhân, 2 lần hộ nhóm chở chế độ công khai nha, chia sẻ like rồi chấm like lên cho em để em ghi phiếu tặng áo và ba nha em mặc nha mấy chị ha. Có size 45kg tới 70kg luôn nha. Rồi chị nào chia sẻ like rồi thì chấm lên cho em để em ghi phiếu. Hello, hello mấy chị. Em chào chị Hà Tú, em chào chị Nguyễn Dung nha. Rồi em ghi phiếu, em bắt đầu ghi phiếu thì chị Tuấn Khang ha. Chị nào chia sẻ like rồi chấm lên lại giùm em Tuấn Khang. Nhớ chia sẻ đầy đủ nha em, 3 lần trang cá nhân nha, 2 lần vô hộ nhóm chợ giùm em nha. Chị Hà Tú, Nguyễn Dung. Chị nào chia sẻ like rồi chấm like lên làm ghi phiếu nha mấy chị. Rồi chị Phương Bình. Chấm like lên cho em nha. Chị Liễu Trương, hello chị. Dạ chia sẻ like giùm em 3 lần về trang cá nhân và 2 lần lên hội nhóm chợ là được tặng một phiếu ha mấy chị ha. Liễu Trương. Tâm Thiện, chấm like lên đi mấy chị ơi, nhớ chia sẻ like cho em nhiều, chị không có chia sẻ like bóng trúng là không được tặng đâu nha. Nhiều chị cứ chấm lên mà không có chia sẻ like á, hôm bữa hôm trước là chị gì đó Subi đó. Quà tặng là một áo và ba nha mấy chị. Tâm Thiện, rồi ok em ghi chị Tâm Thiện rồi ha. Tiếp tục chia sẻ like lên giùm em mấy chị đẹp ơi. Áo và ba em đang mặc hôm nay bán cho mấy chị giá 60.000 một áo ha. 60.000 một áo, có size từ 1 cho tới 5 mấy chị ơi, 45kg tới 70kg. Nguyên bộ như em mặc là 120 nha mấy chị đẹp. Cái ship còn quốc 30.000 giùm em nha. Chất thun co giãn mạnh. Mẫu em đang lên là áo và ba một màu trơn, mình phối với quần đen ống rộng hoặc là quần đen ống nhỏ mấy chị ha. Chị Hà Tú em ghi rồi nha. Chị nào mình chia sẻ like là cứ chấm lên là em ghi nha mấy chị đẹp. Màu em đang lên là màu tím Huế nha mấy chị. Chị Nguyễn Dung em ghi rồi, chị Phương Bình. Phương Bình rồi ha. Chị nào mình chia sẻ em ghi phiếu rồi thì mình đừng chấm nữa nha mấy chị nè. Mẫu em đang lên là áo bà ba trơn mấy chị ha. 60.000 một áo, giá bán bình thường là 75.000 một áo, hôm nay bán cho mấy chị giá 60.000 một áo nha. Quần em đang mặc là quần đen ống rộng 60.000 một quần, chị nào lấy quần đen ống nhỏ có quần đen ống nhỏ luôn ha, quần cũng có size từ 1 tới 5 thì quần đen ống nhỏ là 55.000 một quần nha. Rồi em ghi phiếu cho chị Bến Thị Lê. Em chào chị Liên Nguyễn. Số bé 3 là sao chị? Chị Lê Nguyễn comment thì comment lại giùm em nha.
Chị Nguyễn Hà ơi, chị ở đâu chị? Chị Nguyễn Hà chị ở đâu? Bưu điện vẫn ship hàng được nha, trừ các tỉnh như là Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh với lại Đồng Nai là không ship được thôi, còn tất cả các tỉnh khác vẫn ship được, bưu điện vẫn ship được ha. Em ghi phiếu chị Bến Thị Lê. Tiếp tục chia sẻ like lên giùm em chị rồi em lên màu nha. Màu tím Huế ha, chị nào thích tím Huế chốt tím Huế cho em. Tím Huế em còn size 1, 2, 3, 4 với chị nha. Tím Huế size 1, 2, 3, 4 từ 45kg tới 65kg hả tím Huế. Chị ở đâu? Cô Dẫu ơi, chiều mai là con gửi bộ đồ ra, cô chạy ra bưu điện cô lấy nha. Màu em mặc là màu tím Huế đó chị, còn size 1, 2, 3 với 4. Còn size 1, 2, 3, 4 là 45kg tới 65kg. Chị nào không biết size thì mình comment chiều cao cân nặng lên giùm em nha. Để em báo size rồi em lên màu khác. Tím Huế, tím Huế. Rồi màu này lên giùm em màu đỏ tươi ha mấy chị. Đỏ tươi giúp em nha. Em đang lên là áo màu trơn mặc chiếc quần đen nha mấy chị đẹp. Rồi lên giùm em màu đỏ tươi. Đỏ tươi kèm size. Đỏ tươi em còn đủ size từ 1 tới 5, 45kg tới 70kg thôi. Chị nào cao 1m6 trở lên là max size luôn, 72, 73kg vừa cho em nha. Mình nhóm vô đây. Mấy chị nhóm chợ vô lại giùm em nè. Mẫu em đang lên là 60.000 một áo mấy chị ơi, giá bán bình thường là 75.000 một áo, hôm nay em bán có 60.000 một áo thôi. Chia sẻ like lên giùm em nha, một bộ như em mặc là 120 nha mấy chị. Quần đen ống rộng. Chị nào mà lấy quần ống nhỏ thì là 115 nha. Chất thun lê dông nha chị đẹp ơi, chị Mỹ Hoa. Chất thun lê dông thôi chị. Rồi em lên màu đỏ, chị nào thích màu tím hay mặc chốt mã tím giùm em nha. Tím kèm size từ 1 cho tới 4, tím em còn size từ 1 tới 4. Rồi màu này em lên, cái này là có bán áo lẻ, tại vì nó là chỉ có đi cho lên với quần đen thôi, nó chỉ phối với quần đen thôi. Cho nên có bán áo lẻ nha, còn bộ nào mà áo với quần mà em mặc lên cùng một màu thì mẫu đó em mới bán nguyên bộ mấy chị. Còn này cái chị cái quần đen thì 60.000, còn áo cũng 60.000 luôn ha. Rồi lên giùm em màu đỏ tươi. Đỏ tươi giùm em nha. Đỏ tươi em còn đủ size từ 1 cho tới 5 nè. Chốt đỏ tươi lên với em mã đỏ tươi. Đỏ tươi size 1 cho tới size 5. Có áo và 3-4B, có bộ mặt nhà luôn không mấy chị ha. Muốn xem mẫu hẳn comment lên giùm em. Còn hẳn comment rồi đó, bắt đầu. Lúc đầu mới vô là nó hiện được mấy cái, xong rồi sau đó nó sẽ hẳn biết luôn mấy chị. Rồi đỏ tươi giùm em nha, chứ là thích đỏ tươi chốt cho em đỏ tươi. Đỏ tươi. Em chào chị Hướng Dương. Chất thun lê dông co giãn nha chị ơi. 1m53 mà 50kg mặc size số 2 nha chị. 1m53 50kg mặc size số 2 giùm em nha. Rồi lên cho em màu đỏ tươi mấy chị đẹp ơi. Còn size nào em sẽ báo size đó nha. Màu đỏ tươi em còn đủ size từ 1 tới 5. Rồi chị nào thích đỏ tươi chốt đỏ tươi giùm em. 60.000 một áo hoa quần đen, 60.000 một quần giùm em nha. Rồi em qua màu. Đỏ tươi size 1, 2, 3, 4, 5 giùm em. Rồi em lên màu xanh nước biển ha mấy chị. Xanh nước biển ha. Cái này là em bán giá sale cho mấy chị rồi đó, bình thường là 75.000 một áo, hôm nay em bán có 60.000 thôi nha. Chị nào chốt thì lên đơn gì đây. Phí ship 30.000 một đôi mấy chị. Rồi lên cho em là đỏ tươi nè.
đỏ tươi size từ 1 cho tới 5 hả? Chị nào không biết size lên chiều cao cân nặng cho em nha. Rồi đỏ tươi. Chia sẻ like được tặng phiếu mấy chị ơi, tặng phiếu bốc thăm tặng một áo và ba nữa nha. Chị nào chia sẻ like cho em 3 lần trang cá nhân, 2 lần hộ nhóm chợ rồi chấm like lên cho em là em ghi phiếu ha mấy chị. Rồi lên tiếp giùm em màu xanh nước biển. Xanh nước biển em cũng có đủ size từ 1 tới 5 nha. Rồi lên xanh nước biển giùm em nè. Màu xanh nước biển ha. Em 45kg nha. Em đang mặc là size số 1. Rồi chị nào thích xanh nước biển chốt xanh nước biển giùm em ha. Xanh nước biển em 60.000 một áo mấy chị ơi, chốt coi giảm mạnh ha. 120.000 một bộ. Rồi chị nào thích cái xanh nước biển này chốt xanh nước biển giùm em nha. Chị Hướng Dương, đỏ tươi số 2. Ok chị lên số điện thoại giùm em nha. Mấy chị đẹp chốt đơn lên số điện thoại em mới chốt được nha. Em chào chị Vàng Dương, hello chị. Chốt đơn lên số điện thoại mới chốt được nha chị đẹp. Hello chị Huệ, rồi em ghi phiếu chị Huệ nè. Chị nào mình chia sẻ like giùm em ha. 3 lần trang cá nhân, 2 lần hội nhóm chợ là em ghi phiếu tặng một áo và ba nha mọi người ơi. Được chọn màu, chọn size luôn nha. Rồi em ghi phiếu chị Huệ. Lên tiếp giùm em ha. Màu xanh nước biển, em còn đủ size từ 1 đến 5, 60.000 một áo mọi người, hơi giá tương tác thôi mấy chị. Bán rẻ hơn bình thường 15.000 một áo á. Rồi mấy chị lên cho em màu trắng nha. Trắng size từ 1 đến 5 cho em ha. Màu trắng, chị nào thích trắng, chốt cho em mã trắng. Em có quần trắng luôn ha mấy chị nào mà thích nguyên bộ trắng thì chốt cho em mã trắng à, thì lấy quần trắng nha. Quần đen, quần trắng thì cũng 60.000 một quần hết á. Rồi chị nào thích trắng chốt cho em mã trắng ha mấy chị. Áo trắng quần đen rất là đơn giản thôi mà đẹp nha. Chị Nguyễn Subi chia sẻ like đi chị đẹp. Hôm qua mình được quà mà mình không có chia sẻ like mình không được, rất là tiếc luôn á ha. Chị Anna Linh 1m6 mà 60kg là vừa size số 3 cho em nha chị. Vừa size số 3 nha. Chị Hướng Dương ơi, chị chốt đơn lên số điện thoại giùm em đi chị đẹp. Không có số điện thoại là em không chốt được. Rồi lên em mã trắng mấy chị. Dạ có đen nha chị ơi, đây em lên màu đen luôn. Màu đen đây. Chia sẻ like chấm bài lên được ghi một tặng một phiếu nha mấy chị ơi, tặng một phiếu bốc thăm tặng áo và ba nha. Rồi em lên màu đen, màu đen. Màu em mặc chốt cho em mã trắng. Size từ 1 tới 5, 45kg tới 70kg thôi. Chị nào không biết size lên chiều cao cân nặng giùm em nha. Quần có quần ống rộng và quần ống ống nhỏ nha mấy chị. Quần có quần ống rộng và quần ống nhỏ nha. Quần ống rộng là 60.000, quần ống nhỏ đây. Quần ống nhỏ thì có 2 túi. Quần ống nhỏ là 55.000 ha. Quần ống rộng thì em có quần đen và quần trắng nha mấy chị đẹp. Quần trắng đây ha. Quần ống rộng em có quần đen và quần trắng nha. Quần này mấy chị về mặc áo dài vẫn được á. Có màu đen chị Lê Thủy, em chuẩn bị lên màu đen nè. Rồi em chuẩn bị lên màu đen ha. Chị nào chốt trắng lên trắng giùm em. Đem lên màu đen nè. Đen đủ size từ 1 tới 5 giùm em nha mấy chị đẹp. Rồi lên cho em màu đen. Mét 55-57kg mặc size số 3 nha chị Lê Thủy. Rồi chị nào thích đen lên với em mã đen mấy chị. Đen size từ 1 cho tới 5 giúp em mã đen ha. Đẹp chưa, nguyên bộ đen. Hôm nay trơn 60.000 chị Trang Thu. Màu lam hả chị? Màu lam. Màu lam. Màu lam chị bao nhiêu ký em coi thử còn không nha chị ơi. Màu lam thì em chỉ có áo đính đá. Em chào chị Trung Trinh. Em chào chị Trung Trinh nha. Cái tên này đọc nó hơi gì. Áo lẻ 60.000 một áo nha chị Lê Thủy ơi.
Rồi chị nào chốt đen lên với em mã đen đó chị. Chốt Thu có giảm mạnh ha, em ghi phiếu cho chị Trang Thu nha. Chia sẻ like rồi chấm bài lên em mới thấy tên, em mới ghi tên được đó chị. Rồi em ghi phiếu chị Trang Thu rồi ha. Lên với em mã đen. Năm mươi ký cao bao nhiêu chị? 50kg mà nếu như chị cao 1m55 trở lên á thì chị mặc size số 1, còn chị cao dưới 1m55 thì mặc qua size số 2 giùm em nha. Ở nó phụ thuộc vào chiều cao nữa đó chị. Rồi em qua màu khác. Đen, chị nào thích đen chốt cho em đen ha. Rồi em lên màu xanh chuối. Màu xanh của lá chuối non á mấy chị, màu xanh độc chuối non á. Rồi em lên màu xanh chuối nha. Chấm like lên giùm em mấy chị ơi. Hôm nay view thấp rồi nè. Hôm nay view không bằng hôm bữa. Rồi lên em mã xanh chuối ha. Xanh chuối này em chỉ còn size 1 cho tới size 3 thôi. Xanh chuối size 1 cho tới size 3 giùm em ha. Xanh chuối size 1 cho tới size 3 mấy chị đẹp. 1, 2, 3 á. Xanh chuối em còn 1, 2, 3, 45kg cho tới 60kg ha. Cao 1m58 là chị mặc size số 1 nha chị. 1m58 mặc size số 1 cho em vừa ha. Quần cũng có size từ 1 tới 5 luôn chị Hướng Dương. Ví dụ như chị lấy áo số 2 mà chị thích cái quần nó ống nó nhỏ nhỏ hơn xíu thì chị lấy quần số 1 vẫn được. Hoặc là chị thích, nhiều chị thì thích cái quần ống thiệt to mà thiệt dài thì mình lấy quần số 3. Nói chung là áo thì đúng size nhưng mà quần thì nói chị muốn lấy size nào cũng được hết nha. Quần cũng có size 1 tới 5 luôn. Hẹn gì nãy giờ em xin số điện thoại chị mà không thấy. Vậy là em chốt chị một áo đỏ size số 2 ok chị nè. Quần nó cũng có size 1 tới 5 luôn á chị. Cái này em chốt chị Hướng Dương. Chị nào mà lấy áo không á thì chốt từ hai áo giúp em nha chị ha, hoặc là một bộ mới đi đơn nha, một áo em không đi đơn nha mấy chị đẹp. Rồi em chốt chị Lê Thí một áo đen size số 3 ha. Đen 3 em chốt chị Lê Thí. Lê Thủy. Rồi em mặc lên giùm em là màu xanh chuối ha mấy chị đẹp, xanh chuối giùm em nha. Em like cái dạng comment cho nên là em phải cầm điện thoại em mới coi comment mấy chị được nha. Chị Trung Trinh. Quần không thì chị lấy quần không thì chị cũng lấy hai quần giùm em nha chị. Một quần em không có ship nha chị đẹp ơi. Lấy quần lẻ thì 65 ngàn một quần cho em nha. Còn mà bán chung bộ này thì 60 ngàn một quần. Màu em đang mặc là màu xanh chuối đó chị Lê Thủy. 60 ngàn một áo nha chị Tuyết Phạm ơi. 60, cái mẫu này là mấy chị biết sao mà em nói chị nói giá áo không? Tại vì là nó chỉ là áo thì nhiều màu, còn quần chỉ có quần đen và quần trắng thôi. Áo 60 ngàn, quần 60 ngàn nha mấy chị. Chị nào mà lấy nguyên bộ là 120 đó. Vậy đó ha. Có thể mình lấy là hai áo, ba áo, một cái quần cũng được. Tại vì quần nó chỉ có một màu, hai màu à. Rồi vậy em lấy chị Trung Trinh cái quần đen. Quần không thì lấy hai quần giùm em nha chị. Chứ một quần là em không có ship đâu đó. Và một quần là 65 ngàn cho em nha. Nếu mình lấy quần không ha. Chị nào mình có chia sẻ like rồi comment chữ đã chia sẻ lên cho em. Em sẽ ghi tặng cho mấy chị một phiếu bốc thăm. Tặng cho mấy chị một áo và ba nữa nha. Rồi em qua màu. Màu em mặc là xanh độc chuối ha mấy chị đẹp. Quần ống nhỏ 55 ngàn một quần chị Lê Thủy. Còn quần ống rộng là 60 ngàn nha. Em mặc thử cái quần ống nhỏ ha. Quần ống nhỏ nè. Quần ống nhỏ thì nó giống như là quần tây của mình vậy đó. Quần ống nhỏ có hai túi. Quần ống rộng có một túi thôi nha. Quần ống nhỏ có hai túi, quần ống rộng có một túi. Đây quần ống nhỏ nè. Quần em đang mặc là quần ống rộng nha mấy chị đẹp. Ống rộng, ống nhỏ gì cũng có size hết nha. Rồi nhìn giùm em nè. Quần ống nhỏ thì giống như quần tây của mình vậy đó. Nên đó là vải thun nha mấy chị. Rồi em mặc thử quần ống nhỏ nha. Em chào chị Ngọc Cúc.
áo ba màu đính đá, chị xem size mấy, size bao nhiêu ký, chị nói size đi, chị nói số ký em lên cho. Rồi quần em đang mặc là quần nhỏ thôi mấy chị ơi, quần nhỏ này có hai túi nè. Rồi mấy chị lên tiếp giùm em màu xanh lá. Màu xanh lá ha mấy chị đẹp. Xanh lá này em có size từ 1 tới 3 nha. Xanh lá size 1 tới 3 giùm em ha. Đây em đang mặc là quần ống nhỏ nha. Chị nào thích lấy quần ống nhỏ thì lấy. Ống nhỏ 55.000, ống rộng 60.000. Rồi lên giùm em màu xanh lá. Màu xanh lá tươi. Màu xanh lá tươi nha mấy chị. Rồi không thấy comment nữa rồi. Chị Ngọc Cúc, áo đính đá chị xem size bao nhiêu ký để em coi cái nào còn em lên cho nha chị. Rồi lên giùm em màu xanh chuối nha mấy chị ơi, xanh ngọc chuối. À, màu xanh lá tươi, rồi màu này lên màu xanh lá đậm giùm em nha. Xanh lá tươi em còn size 1, 2, 3. Xanh lá đậm em còn size 1, 3, 4, 5. Xanh lá đậm nha mấy chị ơi, cái em mặc là xanh lá tươi. Rồi cái này lên xanh lá đậm giùm em. Này lên giùm em màu xanh lá đậm nha. Có đồ bộ chị. Bộ bà ba một màu có luôn nha. Mấy chị chờ em xíu. Một mét rưỡi 56 kg, mặc size số 3 nha chị, mặc size số 3 giùm em nha. Áo đính đá hôm nay giá 70 nha mấy chị ơi, không có hàng nữa đâu, mấy chị không lấy là hết. Áo trơn 60, áo đính đá 70 giùm em nha, size số 3 đính đá, em còn mấy màu này thì chị đẹp. Áo đính đá bình thường giá bán là 85 thôi, trên live bán 70 nha mấy chị nha. Rồi em lên bảng màu áo đính đá size số 3 nè. Đây áo đính đá là kiểu áo như vậy mấy chị ha, 70.000 ha. Còn áo em đang mặc là áo trơn 60.000. Quần rộng đây chị. Quần em đang lên là quần ống nhỏ. Áo trơn 60.000, áo đính đá 70.000 chị hơ, quần đen ống nhỏ 55.000, quần đen ống rộng 60.000 giùm em nha. Rồi ha, em lên mẫu áo đính đá nè. Tức là ở trên áo nó có đính đá ha mấy chị. Áo đá 70.000 chị Lê Thủy. Rồi hơ đây nha. Rồi đá nè. Trên đây là họa tiết đính đá, đá chắc bao chắc luôn, hai tay cũng có đá không mấy chị ha. Cái này giá bán bình thường em bán là 85, hôm nay bán giá 70 cho mấy chị nha. Chị ơi quần là 60.000, còn áo em báo giá rồi, chị lấy nguyên bộ thì chị lấy mẫu áo nào chị cộng với cái quần 60 thì ra giá một bộ giùm em nha. Hello chị Hiền. Xanh cô ban có chị Trung Trinh, xanh cô ban. Chị Trung Trinh là size mấy? Ủa chị Trung Trinh là chị mặc size mấy? Chị lên chiều cao cân nặng giùm em nha. Có bộ một màu chị Hoa Hướng Dương. Chị Hướng Dương chờ em xíu nha. Rồi đây chị nào thích là áo đá là màu hồng này, em còn size 2 với lại size 4.
chị nào thích lên em mã hồng size 24 like hai mấy mà nó đều ảnh comment hết em like nó hơi cực thì chị thông cảm nha. Nè chị Ngọc Phúc ơi, size số 3 này chị áo đính đá này chị, em còn mấy màu này chị muốn xem màu nào thì nói em lên bung ra cho mình xem nha. Nè số 3 em còn màu xanh chuối nè, màu cam sữa ha, màu trắng, màu xanh nước biển, màu vàng nghệ, màu vàng tươi và màu hồng cà nha chị, size số 3. Rồi áo đính đá như em mặc nha mấy chị ha. Hôm nay nó nhiều mẫu đá lắm, nhiều mẫu đá lắm, em bán giá sale cho mấy chị ha 70.000. Rồi ha, chị nào thích thì lên em đang lên bản nào này, size số 3 nha. Em coi số 3 còn mà. Em đưa cái lô này xuống cho mấy chị nha. Rồi số 3 em có cái màu này là màu nâu, màu này em kia màu gì nó nâu nâu tím tím. Cái này mã nâu giùm em ha. Mã nâu. Chờ em xíu em đưa cái lô này xuống em bán cho mấy chị nha. Đáng là cái lô này em không có sale giá này đâu. Màu hồng cam cho em nha. Hồng cam. Xanh cô ba chị đây chị có xanh cô ba mà chị lên chiều cao cân nặng giùm em với đã, em mới biết size của mình rồi. Màu này là màu xanh cô ba ha. Rồi em lên màu xanh cô ba nè. Xanh coban còn size 1, 2, 4, 5 mấy chị hết size số 3 nha. Xanh coban đây ha, 70.000 một áo. Rồi em lên màu xanh coban nè. Màu hồng em đang mặc em còn size 2, size 4 ha. Chị nào vừa chốt thì em nha. Hồng size 2, size 4. Lên em mã hồng 2 với 4 mấy chị ha. Hồng 2, 4. Rồi xanh coban em còn 1, 2, 4, 5 hết size số 3. Áo đá 70.000 một áo chị Lê Thủy ơi. Phí ship 30.000 cho một đơn cho em nha. Rồi chị nào thích màu xanh cô ba lên màu xanh cô ba giùm em. Đây chị nào hỏi em màu xanh cô ba nè. Áo trơn không có màu xanh cô ba nha chị. Áo trơn không có xanh coban chị nha. Xanh coban em chỉ có áo đính đá thôi. Áo trơn chỉ có xanh biển và xanh lá thôi chị nè. Rồi ha. Xanh coban size 1, 2, 4, 5. Chị Trang Thu vẫn giao hàng được chị, chỉ có thành phố Đồng Nai và Bình Dương là không giao được thôi, còn các tỉnh khác giao bình thường. Rồi chị nào, cái này bưu điện đã thông báo rồi ha. Chị nào thích xanh coban lên xanh coban giùm em nha. Xanh coban size 1, size 2, size 4 và size 5. Màu hồng cam. Đây mấy chị, hồng cam size 1 cho tới size 5 giùm em luôn ha. Cái lô này là mới luôn nè. Rồi hồng cam size 1, 2, 3, 4, 5 dùm em màu hồng cam. Hồng cam size 1, 2, 3, 4, 5 mấy chị. Rồi màu em đang mặc là hồng cam nè. Chị nào thích hồng cam chốt hồng cam dùm em. Size từ 1 cho tới 5. Ship hàng bình thường chị. Hồng cam nè chị Hướng Dương ơi, em đang mặc màu hồng cam nha. Chị Hà Nguyễn có màu tím chị. Size 65 70 kg chị mặc size số 5 nha. Đây số 5 đẹp luôn. Em có hai cái màu tím này chị muốn lấy làm cho ấy. Size 65 tới 70 kg là size số 5 chị nha.
Rồi em lên màu tím. Cam này, ở quên màu hồng cam này chị Hướng Dương. Chốt lên giùm em mã hồng cam size 2 nha chị. Áo trơn thì 70.000, còn áo đính đá 60.000. Ê em nói ngược rồi. Áo trơn 60.000, áo đá 70.000 ha. Đây tím nè chị. Tím Huế giùm em nha. Tím Huế đẹp quá luôn, size 1 2 3 4 5 chốt cho em màu tím Huế. Rồi tím Huế 1 2 3 4 5 giùm em nha. Màu tím Huế chị vừa size số 5 cho em nha chị gì đó. Chị Hà Nguyễn. Chị Trung Trinh là 50kg, 1m58 đúng không chị? Là mặc size số 1 ha. Chị lấy một áo đen và một áo xanh lá đậm, ok chị. Mình không thích áo đá hả chị? Một áo đen trơn và một áo xanh lá đậm. Ok chị nha. Với một quần đó không chị? Ok chị ha. Màu em mặc lên giùm em màu tím Huế. Mua cho mẹ. Ok chị. Thì 50kg 1m58 là mặc size số 1 vừa đó chị ơi. Em lấy chị hai áo, một cái xanh lá đậm, một cái đen trơn size 1 rồi. Em chào chị Cưng Ủng nha. Mẫu em đang lên áo đá 70.000 một áo chị, quần đen 60.000 một quần. Đồng Nai là đang giãn cách là không có gửi hàng nữa chị, tại Đồng Nai đang tâm dịch á. Em giữ hàng, vẫn giữ hàng nha. Mình chắc lấy cho em thì được. Giữ hàng hết giãn cách, khi nào mà hết giãn cách á thì em gửi hàng lại cho mình. Em có giữ hàng mà, miễn mấy chị đừng có xả đơn là được. Chị Lê Thủy. Áo tím ok chị. GG mà màu đỏ là có tương tác ra đúng không chị? Làm hay mút có phương tác đó không? Rồi đây chị, màu tím size số 5 đó. Em có màu này là màu tím Huế, còn màu này là màu gì? Màu tím mực cho em nha. Hai size số 5 thì em có màu tím mực nữa nè. Đó, chị nào size số 5 lấy thì em tím mực. Size 5 65 70kg nha chị Hà Nguyễn ha. Chị Ngọc Cúc. Một áo màu hồng cà, một áo màu hồng cam, một xanh biển, một tím Huế size 3. Chị Ngọc Cúc địa chỉ cũ hả chị? Chị lên địa chỉ lại giùm em luôn với chị đẹp ơi. Tại lâu quá em tìm địa chỉ hay lâu. Một áo hồng cam nè, một áo hồng cà, xanh biển, một cái xanh biển và một cái tím Huế size số 3. Ok chị. Địa chỉ cũ hả chị? Chị comment là địa chỉ lại giùm em với cho nó nhanh để em lục hơi lâu. Chị Thủy ơi, hồi nãy chị hỏi em là xanh chuối á, là chị lấy xanh lá cây hay là xanh chuối? Lấy xanh lá cây, giùm lấy xanh lá cây. Ok chị Ngọc Cúc. Bộ một màu đính đá mẫu nó như vậy nè chị Hướng Dương, 145 em sale giá 120 nha. Đây chị, bộ một màu đính đá mẫu nó như vậy nè. Giá bán là 145, hôm nay em sale mấy chị là 120. Tím em đang mặc đúng rồi chị Lê Thủy, em lấy chị tím em đang mặc.
Bộ một màu mà em chỉ có quần ống nhỏ thôi nha chị. Quần ống rộng mẫu khác. Đây mẫu đính đá. Bộ một màu quần ống nhỏ nha. 145 xe 120. Áo với quần cùng màu luôn. Chị nào thích mẫu một màu này nói em lên. Cũng là đính đá ha. Giá bán 145 xả xe 120. Nhiều màu cũng nhiều màu luôn. Cũng có size luôn ha. Ủa chị Lê Thủy, vậy là chị lấy xanh, xanh lá cây trơn hả chị? Chị Trung Trinh ơi, chị inbox qua giùm em đi. Inbox qua giùm em. Mấy chị ơi, mấy chị cứ đặt hàng em giữ đơn. Chỗ nào ship được em ship, chỗ nào mà chưa ship được thì giữ đơn. Tới khi hết giãn cách mà ship được là em sẽ gọi điện em ship. Nếu mấy chị vẫn còn lấy hàng nha, mấy chị cứ đặt hàng. Đừng có bùng hàng là được. Ủa chứ chị Lê Thủy hồi nãy có lấy một cái áo đen, chị có lấy áo đen không? Màu xanh lá cây đậm trơn ha. Hồi nãy hình như em thấy chị có lấy một áo đen số 3 nữa mà. Xanh lá cây đậm nè. Hồi nãy chị có lấy một áo đen số 3 nữa mà chị đẹp. Vậy áo đen trơn nãy chị có lấy không chị? Không có đồ bộ, không có đá. Đồ bộ không có đá, không có chị. Có bông thiêu à chị. Không có mẫu trơn. Rồi em lên màu tiếp. Đồ bộ không có mẫu trơn chị ơi. Đồ bộ chỉ có mẫu đính đá với mẫu bông thiêu không à. Rồi màu đen giùm em nha. Đen size 1, 2, 4, 5 mấy chị ha. Đen size 1, 2, 4, 5. Chị nào thích đen lên với em mã đen. Đen size 1, 2, 4, 5. Rồi đen em còn size 1, size 2, size 4 và size 5 mấy chị ha. Chị nào không biết size lên chiều cao cân nặng giùm em. Nào không biết size lên chiều cao cân nặng giùm em báo size cho mình nha. Chốt coi giãn mạnh mọi người ha. Đá bao gạch mấy cho mấy chị luôn nha. Đá là bao chắc luôn ha. Rồi lên nha em đen đi mấy chị. 67kg mặc size số 5 nha chị cưng ngủ ơi. Cái màu nào mà em đọc có size em có đọc size 5 vô trong đó là chị thích chị chốt. Ví dụ màu đen nè, màu đen này em có size 1, size 2, size 4 và size 5 nè. Chị thích đen thì chốt, nhưng em là đen 5 là em chốt cho mình thôi. Kèm số điện thoại lên là em chốt nha. Xanh lá cây đâu có đính đá đâu chị. Xanh lá cây đính đá không có lá đậm. Xanh lá cây đính đá là lá tươi. Không có xanh lá cây đính đá đậm đâu chị. Đây xanh lá cây ha. Size 2, 3, 4, 5 giùm em. Xanh lá cây đính đá là màu tươi. Không có màu đậm nha chị Thủy ơi. Màu em mặc lên với em mã đen. Em còn size 1, 2, 4, 5. Đen size 1, 2, 4, 5 mấy chị. Hồi nay không chia sẻ like là không có bóng thăm cho mấy chị được thôi. Cái view thấp quá trời luôn. Chia sẻ gì mà nãy giờ có hai mấy lượt rồi. Sao bóng thăm phải trên 100 lượt cho em chứ. Rồi đây chị Thủy nè. Nếu mà chị lấy áo đá là màu xanh lá tươi chứ không có màu xanh lá đậm đâu nha chị. Xanh lá đậm chỉ có áo trơn thôi nha. Rồi màu xanh lá tươi cho em nha. Chốt mã xanh lá tươi em đang mặc là size 2, 3, 4, 5. Lên màu xanh lá tươi giùm em. Em đá size 5 là cái áo em mới mặc vô đó chị. Thì số 5 thì nó to hơn thôi. Còn em mặc là em mặc kiểu này cho mình coi nè. Đây nè chị đẹp. Size 5 thì nó to hơn, tức là cái này nó có tới size số 5 lận. Thì cái size số 5 y chang vậy mà nó to hơn. Chị chốt thì chị lên đen 5 nhìn em chứ em đâu có gửi bung từng cái ở đâu. Size 5 thì nó to ra thôi ha. Còn kiểu như em mặc đó.
Chị Trang Nabi, mẫu em đang lên 70 ngàn một áo chị, 130 ngàn một bộ áo màu quần đen, áo màu đính đá quần đen nha. Size số nó nằm ở trên cổ áo đó mấy chị đẹp. Đây size số 5 màu đen nè. Chị chốt đen 5 thì em lấy cho chị là đen size số 5. Đây ho, cái này số 5 nè thì nó to thôi. Còn cái mẫu em mặc lên sao thì cái nào thì size nó như vậy. Còn cái nào mà khác đá thì em sẽ nói khác đá số 5 nè. Đây ha, em buông cái này số 5 nè, đó, nó bự. Vậy lấy xanh lá động không đá, ok chị nha. Vậy cái đen chị Thủy có lấy không? Dạ xạ 70 ngàn một áo, 130 ngàn một bộ nha chị Quốc Thịnh ơi. Cho địa chỉ bên mép là hả chị, ok chị. Chốt bộ đen đá số 2, ok chị Hướng Dương. Đó, mình chốt như chị Hướng Dương vậy đó chị. Số 2 thì là đây, em lấy áo số 2 cho mình, rồi dưới quần số 2 vậy đó. Còn mẫu thì em đưa lên một cái mấy chị xem thôi, chứ đâu phải cái bung từ cái số 1 tới cái số 5 cho mình đâu. Ok chị Trung Trinh ha. Rồi lên tiếp giùm em màu măng cục nha mấy chị đẹp. Màu măng cục. Màu măng cục size 1, 2, 3, 4, 5 chốt màu măng cục giùm em ha. Màu em mặc lên giùm em màu xanh lá. Xanh lá size 2, 3, 4, 5 chốt mã xanh lá giùm em. Xanh lá tươi size 2, 3, 4, 5. Màu này lên giùm em màu măng cục nha mấy chị. Măng cục size 1 cho tới size 5. Măng cục size 1, 2, 3, 4, 5 giùm em màu măng cục ha. Rồi lên màu măng cục giùm em nha. Màu đỏ măng cục nha chị. Chứ thích màu này chốt giùm em màu măng cục. Giá bán bình thường em bán là 85 ngàn một áo ha. Hôm nay bán có 70 ngàn thôi mấy chị. Áo đá. Chị Ngọc Cúc. Chị Ngọc Cúc, đồ đùi chị lấy bao nhiêu, chị lấy size bao nhiêu ký? Đồ đùi chị lấy size bao nhiêu ký em coi còn không nữa nha. Áo đá size 5, màu đen 2 cái. Đồ đùi mặt nhà 5 bộ, màu đen, hoa đỏ. Chị Ngọc Cúc ơi, đồ đùi, bộ đùi mặt mà mặt nhà size mà 70 ký em chỉ có bộ lính là chị. Bộ lính à 70 kg, còn bộ màu đen hoa đỏ là size 60 kg trở lại à. 70 kg em chỉ có mã lính thôi, 40 ngàn một bộ, chắc thun lạnh mấy chị ha. Đây đồ đùi nha, dễ thương lắm. Size 70 kg em chỉ còn mẫu lính là chị. Chị có lấy thì em lấy chị 3 bộ 3 màu, màu xanh biển, màu nâu và màu vàng rêu nha, màu vàng rêu. Đây à, chị Ngọc Cúc là nhắn tin với em đó hả. Đây chị ơi, 70 kg ha, là còn cái mẫu này thôi, mẫu lính thôi. Áo đen đá 2 cái số 5. Đen đá 2 cái số 5, ok chị. Bộ đùi chị lấy cái mẫu đó thì em lấy
Em chào chị Bích Đào. Hello chị Vân Trang. Đồ đùi 40.000, đồ đùi đồ thun lạnh mặc mát lắm nè chị Hướng Dương bán 40.000 thôi, đẹp lắm. Chị nào muốn xem mẫu đùi em lên mẫu đùi chưa? Muốn xem đồ bộ lên đồ bộ. À, bà ba có bán thì khách em đang lên luôn á. Bà ba là em đang lên nè, mẫu em đang mặc là 70.000 một áo, 130.000 một bộ, áo thảm đá bằng đen nha chị. Có sai ha? Chị mua thì lên chiều cao cân nặng giùm em. Mua thì lên chiều cao cân nặng giùm em nha. Áo trơn 60.000, áo đá 70.000 chị Thủy ơi. Rồi lên màu măng cụt giùm em mấy chị, măng cụt kèm size 1, 2, 3, 4, 5, em lên mấy màu nữa rồi em qua mẫu thôi, mấy chị muốn qua mẫu khác, em qua mẫu khác. Chị Cúc đâu rồi ta? Đó, chị lấy bộ lính không, em mặc thử bộ lính lên cho mình xem. Hai áo mà mua cục size số 3 hả? Để em coi còn không nha chị, còn đủ không nha. Nào em mặc lên màu măng cục giùm em. Rồi hai cái măng cục số 3 có nè. Bộ đùi chị có lấy không chị đẹp? Đùi bà 60 kg thì bông có, còn mà chị lấy được chị lấy mẫu đùi bao nhiêu ký thì comment lên nè em biết em lên cho. Rồi em lên thử bộ đùi nha, chị nào xem bà ba lên tại sao nha. Đây bộ đùi nha chị. 40.000 một bộ ha. Dễ thương lắm. Mẫu bông đùi thì có mẫu bông thôi. Bộ em đang mặc này 60 kg trở lại vừa đây. Bộ em đang mặc này size số 3 60 kg trở lại vừa nha, chị nào chốt lên giùm em bộ hoa tím ha. 40.000 một bộ nha chị. 60 kg trở lại vừa bộ em đang mặc nha. Đó cái mẫu đùi lên vậy. Còn 70 size 60 kg tới 70 kg thì em chỉ có bộ lính thôi. Áo mà ba mặc là 70.000 một áo chị. Quần đen 60.000 một quần nha. Bộ thun này bộ đùi 40.000 rồi em lên bông mấy chị lựa đi. Bộ em mặc lên bông tím 60 kg đổ lại, 53 kg đổ lên. Rồi lên giùm em bông bông nhí hồng giùm em nha. Bông nhí hồng 40.000 một bộ mấy chị. Size số 3 53-60 kg vừa nha. Nói chung đồ bộ mặc rộng rộng thoải mái, dưới 60 kg là chọn được cái bộ này giùm em nha. Dưới 60 kg này chị nào chốt lên với em mã hoa hoa nhí hồng, hoa nhí hồng cho em thôi mấy chị, hoa nhí hồng, hoa nhí hồng giùm em nè. 60 kg đổi lại vừa em, 45 kg thôi, em đang mặc bộ size số 3 nè, 60 kg đổi lại vừa giùm em nha. Bộ mấy chị quá đẹp quá rẻ luôn, coi giản mặt. Rồi vàng, chốt mã vàng giùm em, vàng nhạt. Rồi vàng 55 kg đổ lại vừa, chốt cho em vàng lên bộ vàng giùm em nha. Chốt cho em bộ vàng 55 kg đổ lại vừa lên em mã vàng 55 kg.
Ôi ơi, dễ thương quá. Lên với em mã bi xanh 55kg đổ lại vừa chốt cho em mã bi xanh. 55kg đổ lại vừa chốt mã bi xanh giùm em nha. Rồi 55kg đổ lại vừa chốt bi xanh giúp em nè. Bi xanh mấy chị, bi xanh 55kg đổ lại vừa. $40.000 một bộ mấy chị ha. Nhí hồng vàng, em chốt cho chị hướng dương. Nhí hồng và vàng ok chị. Chốt phun lạnh Hàn Quốc nha mọi người ơi. Chị Ngọc Cúc ơi, hồi nãy giờ em hỏi chị quá trời luôn là đùi chị lấy size bao nhiêu ký mà chị không lên số ký, em không biết là lấy cho chị cái nào nữa. Số 4 có chị Bích Đào. Trời ơi bộ này đẹp quá nè. Rồi bi xanh này 55kg đổ lại vừa nha, chị nào vừa chốt bi xanh cho em ha. Rồi hoa vàng 60kg đổ lại vừa, lên với em mã hoa vàng với chị đẹp quá trời luôn. Hoa vàng cho em nè. Rồi lên với em mã hoa vàng 60kg đổ lại vừa mấy chị ha, chốt mã hoa vàng giùm em nha. Hoa vàng đùi nó có một cái túi ở phía trước nha mấy chị. Rồi hoa vàng giùm em. Lên với em mã hoa vàng nè, 60kg đổ lại vừa bộ hoa vàng này nha. Trời, 40.000 một bộ mà em còn mặc từng bộ vô mấy chị xem nữa. Thôi hoa vàng này 55kg thôi mấy chị. Hoa vàng này 55kg thôi nha, 60kg không vừa. Hoa vàng này 55kg giùm em ha. Chị Bích Đào ơi, số 4 là chỉ còn mẫu size 60kg trở lên là em chỉ còn mẫu lính này thôi chị. Cái mẫu họ tiết lính à, còn mẫu bông không có size số 4. Đồ bộ thun có, tay có, chị Diễm Thu ơi. Hàng này là hàng thiết kế có luôn, em lên hết mẫu đùi em lên cho nha. Đồ bộ hình như mẫu nào em cũng có hết. Từ hàng bình thường giá bình dân cho tới hàng cao cấp gì cũng có nha. 63kg là em chỉ có mẫu lính này thôi chị. 63kg trở lên, chờ xíu em lên mẫu lính này cho nha. Còn mẫu bông này là 60kg trở lại à. Không có size 71kg lắm đó ơi, mẫu này không có size 71kg. Hoa vàng này chị hướng dương chốt phải không chị? Rồi hoa đỏ cho em nè. Hoa đỏ 60kg thôi mấy chị ha, hoa đỏ này size số 3. Rồi hoa đỏ 60kg đổ lại vừa giùm em nha. Hoa vàng em chốt chị hướng dương. 40.000 một bộ, em nói thiệt mấy chị, mua 5-10 bộ về mặc ở nhà cho nó sướng, mát rồi rửa luôn. Mấy chị mà ở cái vùng nào mà chưa gửi hàng được á, em giữ hàng nhớ đừng có xả nha mấy chị ơi, hết giãn cách thì gửi hàng nhận hàng giùm em nha. Rồi bộ hoa đỏ này 60kg đổ lại vừa giùm em nè. Em 45kg thôi mấy chị. Rồi lên bộ hoa đỏ cho em nha. Hoa đỏ. Rồi 60kg đổ lại vừa chốt cho em mã hoa đỏ mấy chị đẹp. 60kg đổ lại vừa nè. Ồ đẹp chưa. Rồi lên em hoa đỏ nha. Rồi em mặc thử bộ lính ha. Bộ lính dễ thương lắm. Bộ lính này thì 60-70kg vừa nha. Cái quần nó mất tiêu rồi. Giờ đây em mặc thử bộ lính ha. Nè, bộ lính nè. 60-70kg vừa cho em nha. 71kg chắc cũng được đấy, đớn đớn. Nhưng mà đồ bộ mà mặc nó hơm quá, nó không thoải mái, nó cũng không đẹp. Rồi hoa đỏ này 60kg đổ lại, chị nào chốt lên nhìn em hoa đỏ nè. Hoa đỏ 60kg đổ lại vừa. Rồi size 60-70kg nha, lên bản lính giùm em nha.
Cái này chốt cho em màu xanh biển lính, em có 3 họa tiết thôi đó chị. Đây màu xanh biển giúp em nè. Xanh biển ha. Rồi xanh biển cho em đó. Cái này nó rộng rãi thoải mái ha, 60-70kg là vừa, 40.000 một bộ chị. Chất thu lạnh Hàn Quốc cho em nha. Ờ cái này là nó mát rượu rượu luôn mà không bao giờ cũ, không có giãn vả gì hết nha mấy chị. Mặc thoải mái mát luôn. Rồi size 60-70kg em có màu xanh lính nè. Màu nâu lính nha mấy chị. Xanh lính nè, nâu lính giùm em nè. Có 3 họa tiết rồi mấy chị ơi. Xanh lính, nâu lính và vàng lính giùm em nha. Riêng cái mẫu lính này là size 60-70kg. Rồi nâu lính và vàng lính cho em nha. Xanh lính, nâu lính, vàng lính. Đó, 3 màu. Chị Ngọc cốt đâu người ta không thấy comment luôn á. Chị Diễm Thu ơi, chị bao nhiêu ký chị? Từ đùi tới lửng tới chín tấc cho tới quần dài gì cũng có hết trơn á. Nha em đây từ từ nha. Rồi mẫu lính ha, vậy nào chốt lính lên lính đây. Em lên thêm 2-3 bộ đùi nữa em qua mẫu ha mấy chị. Rồi cái này lên giùm em mã hoa xanh. Hoa xanh giùm em ha. Hoa xanh 55kg đổ lại vừa, chốt cho em mã hoa xanh đấy chị. Hoa xanh 55kg đổ lại vừa nha, chốt hoa xanh. Hoa xanh 55kg đổ lại vừa. Rồi cái này lên giùm em mã tím 55kg đổ lại vừa, chốt cho em mã tím. Tím ha mấy chị đẹp. Rồi lên mã tím cho em nha. 55kg đổ lại vừa, dạ 40.000 một bộ ha mấy chị đẹp ha. Rồi chốt cho em mã tím. Lên mã tím giùm em nha. Rồi chốt cho em mã tím. 40.000 một bộ tím. Bộ này 60kg đổ lại vừa, lên giùm em mã hoa hồng tím nha mấy chị. Hoa hồng tím giùm em 70kg. Ê xin lỗi, 60kg đổ lại vừa. Rồi chốt cho em mã hoa hồng tím. Hoa hồng tím 60kg trở lại vừa nha. Lên mã hoa hồng tím giùm em. Rồi em qua mẫu. Đùi còn như đó bộ hết đó mấy chị. Em lên mẫu khác. Rồi em lên qua cái bộ này, còn mấy bộ lên cho hết. Mẫu hàng này là hàng thiết kế ha. Giá thị trường 180, bán cho mấy chị 120. Bán cho mấy chị đẹp của mình 120.000 một bộ nha. Hơi bị xuất sắc. Cái này là thun Yumi Hàn Quốc co giãn 4 chiều nha mấy chị. Rồi cái view có này thấp quá mấy chị đẹp. 50kg thì Diễm Thu ok chị. Rồi em qua mẫu. Bộ này là thun Yumi ha mấy chị ha. Này mấy chị vô shop là phải 200 trở lên. Bán cho chị giá tương tác 120.000 một bộ thôi. Rồi ha, chị nào thích cổ này lên em nha. 120 quá là rẻ bèo luôn đó chị. Rồi 55kg đổ lại vừa dùm em, đến em mã beo quần dài áo tay con ha, áo ép đáo nha mấy chị đẹp. Rồi chốt cho em mã beo. Lên bộ beo dùm em nha. Chốt cho em mã beo mấy chị ơi, 120. Beo 120 giúp em nha. Năm mươi lăm ký trở lại cho em vừa, em 45kg nha chị đẹp. Hoa hồng tím. Hoa hồng tím ok chị. Lấy cái bộ hoa hồng đỏ này luôn nè chị Bích Đào.
Còn hoa hồng tím với hoa hồng đỏ size 60kg nè chị. Lấy luôn hai bộ đi. Bộ em mặc lên cho em mã đeo với chị ơi. 120. Lấy hoa hồng đỏ luôn chị. Rồi bộ em mặc lên cho em mã đeo với chị ha. 55kg trở lại vừa. Nhớ nhắn theo dõi cái Facebook em đang like nha. Chị Hướng Dương chủ động inbox qua giùm em ha. Rồi em qua bộ này. Đẹp quá. Bộ này mấy chị lên giùm em ha. 55kg trở lại vừa cho em nha. 55kg trở lại vừa. 120 cái mẫu này, bộ này mấy chị chốt cho em mã tím cẩm nha, mấy chị chốt mã tím cẩm giùm em nha. Màu tím cẩm đậm đậm rất là đẹp. Rồi lấy em màu tím cẩm nha mấy chị ơi. 55kg trở lại vừa chốt cho em mã tím cẩm. Em 45kg. Em 45kg ha. Chứ em cứ like xong rồi em phải cầm máy lên em coi lại em mới thấy tin nhắn. Ok chị Bích Đào. Ok chị Hướng Dương nha. Rồi lên giúp em màu này, bộ này màu tím cẩm nha mấy chị nha. Size 55kg trở lại vừa giùm em. Chất là thun nhu mi nha mấy chị. Giá bán mấy chị mua ở ngoài không bao giờ dưới 180.000 một bộ ha. Em bán có 120 thôi. Có bộ Myanmar mặt nhà không? Có chị. Myanmar mặt nhà lụa Hàng Châu, hàng Quảng Châu á. Em bán 85.000 một bộ à. Đẹp mà rẻ luôn. Người ta bán phải 115 tới 125, em bán có 85.000 thôi, chị nào muốn xem mẫu đó lên. Rồi 55kg đổ lại vừa cho em lên em mã hoa. 55kg trở lại vừa chốt mã hoa giùm em nha. Em 45kg em mặc như thế này nha mấy chị. Đó, thì 55kg trở lại là vừa ha. Rồi chốt mã hoa giùm em nha. Lên với em mã hoa. Mẫu em đang lên 120.000 một bộ ha mấy chị đẹp. Rồi lên mã hoa giùm em. Ôi cái view thấp quá mấy chị, nhóm chợ ra vô lại nha mấy chị ơi. Nhắn theo dõi em thì em tắt em vô, em vô lại mấy chị, vô lại em nha. Rồi rồi chấm la lên giùm em. Tiếp tiếp nha mấy chị.
Bộ Yamaha có, bộ Yamaha có, chờ em xíu. Rồi em lên tiếp. Rồi lên tiếp giùm em ha, mã này sọc cam nha mấy chị ơi. Mã này lên mã sọc cam cho em 57 kg đổ lại vừa nha. Bima chờ em một xíu thôi. Bộ này em không còn size to mấy chị. Về 50 bộ mà hình như ở đây còn được 7-8 bộ á. Size nhỏ không à, đa số là size 55 kg trở lại mỗi ngày không à. Rồi cái này lên giùm em mã sọc cam nha. Sọc cam giùm em. Sọc cam 58 kg đổ lại cho em vừa mấy chị ha, lên với em mã sọc cam. Lên đồ 33 tiếp. Đồ 33 chị muốn xem mẫu gì chị ơi, áo lẻ hay là nguyên bộ? Comment lên em lên nha. Muốn xem áo lẻ hay nguyên bộ? Rồi bộ này thôi mấy chị ha, 58 kg đổ lại cho em vừa, chốt cho em mã sọc cam. Chốt cho em mã sọc cam, cái này tiêu phòng nè. Khối bi. Rồi lên sọc cam giùm em nha. 58 kg trở lại bộ này vừa nha. Rồi chốt cho em mã sọc cam. Bà ba chị muốn xem mẫu nào chị comment mẫu lên giùm em. Comment mẫu lên giùm em nha. Rồi em lên. Hello chị Hướng Dương. Sao tối nay em like cái view nó hơi thấp dữ người ta. Rồi à, em lên thử mẫu Minima cho từ từ cho em xíu. Rồi lên sọc cam cho em mấy chị ha, 58 kg trở lại vừa, chốt cho em mã sọc cam nha. Sọc cam. Sọc cam 58 kg trở lại vừa. Bà ba rồi chờ em một xíu. Lên từ từ mấy chị ơi, từ từ. Mỗi chị một mẫu em đang không kịp đâu. Mẫu em đang lên xe 120 mấy chị nha. 120. Rồi bộ này, bộ này tầm chừng 53 kg trở lại thôi nha mấy chị. Bộ em đang lên nè. Cái này size ở để trên đây size L nhưng mà tương đương là size 1 thôi. 53 kg trở lại. Rồi giá mấy chị mua là phải 180 trở lên thôi, em bán 120 à. Giờ thích mã này lên giúp em mã đỏ đô mấy chị nha. Đỏ đô này em còn size 53 kg em trở lại em mặc nè. Size 53 kg mà một cái size 57 kg nha mấy chị. Còn hai bộ nha. Size 53 kg và size 57 kg thôi mấy chị, chốt size nào lên size giùm em ha. Rồi bà ba bộ ok chị, bà ba bộ em bán hôm nay em bán tại giá sale à. À bộ Vima nè. Bộ Vima. Ờ bán giá 85.000 thôi thôi. Vima này re size cho em 65 kg trở lại là mấy chị mặc đẹp. Em lên thử bộ Vima rồi em sẽ qua mẫu bà ba lại cho mấy chị ha. Đi. Quần dài áo tay con thôi mấy chị. Trời ơi. Hàng Quảng Châu nha. Cái này mấy chị mua là 115, mấy chị mua hoài. Chị nào mặc mẫu này là biết á, 115 tới 125 á, em bán 85.000 thôi ha. Rồi lên thử bộ đó là qua mẫu nha. Qua mẫu bà ba lại ha. Chị mê bà ba à. Đây. Cái này là 65 kg trở lại cho em mặc thoải mái, quần có hai túi thôi mấy chú đẹp. Tay con ha mấy chị, tay con nha.
Rồi 65kg trở lại cho em là mặc được. Đẹp luôn. Chị Phương Lê, bộ nào chị? Bộ em thay ra hay là bộ em đang mặc? Bộ thun hay là bộ Myanmar chị? Bộ thun thì 120 nha, còn Myanmar em đang mặc là giá 85 thôi ha. 65kg đổ lại cho em vừa mẫu này. Rồi em lên màu cho mấy chị lựa rồi em qua bà ba nha. Chị hỏi em bộ thun hay là bộ Myanmar chị? Rồi em lên bảng màu Myanmar cho mấy chị nha. Bộ em mặc mấy chị chốt cho em mã. Mấy gì nhỉ? Chốt thêm màu đi. Rồi chốt bộ xanh đen cho em. Chốt cho em mã xanh đen. Lên thì em mã xanh đen mấy chị. Chốt cho em mã xanh đen. 65kg đổ lại vừa 85.000 một bộ nha. Rồi lên thì em bộ em mặc xanh đen. Màu này lên cho em màu xanh ngọc. Rồi chốt xanh ngọc giúp em mấy chị hơ quần dài tay lỡ nha. Rồi lên mã xanh ngọc giùm em hơ quần có hai túi khối viền đằng ngoài ha. Rồi mấy chị mua là phải 115 tới 125 nha. Em bán có một rồi có 85.000 hả? Quá rẻ luôn. Rồi lên cho em màu xanh ngọc. Màu xanh ngọc nha mấy chị đẹp ơi. Rồi chốt mã xanh ngọc giùm em nè, xanh ngọc. Màu hồng da lên cái cổ tiểu thư đẹp quá trời luôn nè. Chị nào thích hồng da họ tiết Lucy nha. Rồi lên màu hồng da cho em. Đây, hồng da 85.000 một bộ chị. Quần dài áo tay lỡ, hàng Quảng Châu nha. 65kg đổ lại cho em là mặc vừa. Rồi, chị nào thích bộ này lên giùm em mã hồng da giùm em nha. Chốt mã da giúp em ha. Hồng da, ôi đẹp quá. Rồi lên màu hồng da giùm em. Hồng da cổ tiểu thư. Còn các em mặc là cổ chữ cổ bình thường. Ta thấy người xem mà không thấy comment mà. Chỗ nào giao hàng được thì em giao, còn chỗ nào mà giãn cách theo chỉ thị gì đó không giao được thì giữ qua giãn cách thì giao nha mấy chị. Rồi màu hồng da giúp em nha. Hồng da, màu em mặc lên cho em mã xanh đen. Mỗi một màu là một cái hình khác hết á mấy chị. Không có nào mà trùng hình với nhau hết trơn á. Khác hình hết trơn hả ha. Rồi bộ này lên cho em mã xanh đậu nha. Lên màu xanh đậu giùm em. Bộ em mặc lên cho em xanh đen. Rồi cái này chốt cho em xanh đậu. Cái này chốt cho em màu xanh đậu nha mấy chị. Xanh đậu nha, quần dài hết xanh đậu. Bộ này lên cho em màu cam đất. Cái này phối hình đẹp quá nè mấy chị. Rồi lên cam đất cho em ha. Cam đất có đồ bà ba chờ em xíu chị. Hết cái này em lên bộ bà ba ha. Rồi lên màu cam đất giùm em. Cam đất nha mấy chị ơi. Chốt mã cam đất. Rồi lên cho em cam đất nha. 85.000 một bộ mấy chị. Màu này mấy chị lên cho em là màu hồng dâu. Họ tiết hình con mèo đẹp quá trời luôn. Rồi lên hồng dâu cho em nha. Hồng dâu. Em chào chị Hoài Thương ha. Bà ba hả chị? Bà ba là có mẫu áo lẻ với là mẫu bộ áo lẻ nãy giờ em lên rồi, xíu nữa em lên mẫu bộ nha. Rồi lên giùm em hồng dâu còn mấy màu nữa em lên hết này em lên bộ cho bà ba cho. Màu hồng dâu giùm em nha. Còn cái màu này nó hơi chói cho em nè. Giống cái bộ em mặc này mà nó lên màu này màu cam. Màu cam á mấy chị nào thích màu tươi thì lấy. Màu tươi mặc cho nó tươi. Ồ đẹp quá. Rồi chốt cho em mã cam. Màu cam tươi nha mấy chị ơi. Rồi lên mã cam màu này nó hơi chói luôn á, chói dữ lắm luôn á.
Chị nào thích màu tươi thì cũng lấy nha. Rồi lên với em mã cam. Cam tươi cổ tiểu thư nha. Rồi lên cam tươi giùm em. Này chốt cho em vàng 65kg đổ lại mặt đường. Tại cái này mình cài nút mà đâu phải trồng cổ vô đâu mà sợ chập mấy chị. Cài nút mà em cài nút vô còn rộng vô lắm nè ha. Cái này gài nút mà. Nên 65kg đổ lại là mấy chị mặc vừa hết lưng thun, quần lưng thun. Rồi lên giùm em mã vàng. Vàng nha mấy chị, chốt vàng giùm em ha. Quần dài áo tay con. Rồi em lên màu nữa rồi em qua mẫu. Xanh biển. Xanh nước biển. Rồi chứ nào thích màu này lên màu xanh nước biển giùm em nha. Chốt cho em xanh nước biển, nó có hình như là 10, 12 màu gì đó mấy chị. Rồi em qua mẫu. Em chào chị Thanh Thanh, chào chị Nguyễn Hoa nha. Rồi em lên bộ bà ba nha mấy chị. Bộ bà ba 145 sale còn 120. Bộ bà ba một màu đính đá nha. Mấy chị đẹp quần ống nhỏ ha. Quần ống rộng thì bông thiêu 110. Có hai mẫu em hiện tại giờ em còn hai mẫu nữa nha. Đây. Rồi em qua mẫu là ba ha. Tối nay không có bốc thăm nha mấy chị ơi. Tối nay view này là em không bốc thăm được ha. Thông báo trước để mấy chị nào chờ bốc thăm thì mình khỏi chờ nha mấy chị đẹp. View phải tăng cao giùm em thì em mới bốc thăm được. Rồi bộ bà ba một màu đính đá ha, 145 xả còn 120 nha. Màu em đang lên là màu nâu. Quần ống nhỏ nha mấy chị đẹp nha. Rồi màu em đang lên là màu nâu nha. Màu nâu em còn size 1, 2, 3, 45kg cho tới 62, 63kg là chiều cao. 120.000 một bộ mấy chị. Quần ống nhỏ có 2 túi. 2 túi hai bên quần nó giống như là quần kiểu quần tây vậy. Nhưng mà không phải là ống, ống không có túm vô cổ chân mình đâu ha. Ống nó vừa vừa gần gần như ống đứng rất là đẹp. Rồi ha, chị nào thích bộ này lên mã nâu cho em nha. 120 mấy chị. Chị Thanh Thanh hỏi em bộ nào chị? Bộ Miyama 85.000 thôi. Bộ bà ba em đang lên 120. Rồi em lên màu. Màu trắng giùm em nha. Trắng em còn size 2, 3, 4, 5. Trắng em còn size 2, 3, 4, 5. Chị nào vừa chốt cho em mã trắng. Rồi lên trắng giúp em. Bộ trắng giùm mấy chị. Ủa không, trắng em còn size 2 với size 3 à. Trắng em còn size 2, size 3 nha mấy chị ơi, chốt cho em trắng ha. Trắng size 2, size 3. Trắng size 2 và size 3 màu đen. Màu đen em còn 1, 2, 4. 1, 2, 4, 5. Rồi đen em còn size 1, 2, 4, 5. Chị nào bộ đen chốt cho em bộ đen ha mấy chị ha. Bộ đen size 1, 2, 4, 5. Màu em mặc màu nâu nha. Màu em mặc là màu nâu. Rồi đây giùm em bộ đen size 1, 2, 4, 5. Chị nào muốn em mặc màu nào nói em ha. Em chào chị Nguyễn Vân. Rồi lên tiếp giùm em màu xanh cớm. Màu xanh cớm ha mấy chị. Nguyên bộ nha, áo với quần cùng một màu nha mấy chị ơi, 120. Rồi quần đây ha. Rồi chứ nào thích bộ này lên thì em màu xanh cớm. Mẫu này có size 70kg nhưng mà hiện tại là hết size 45 rồi chị ơi. Còn size tới 60kg, nếu mà cao cao một xíu là 62-63kg, vừa size số 3 thôi. Hết size rồi chị, hết size to rồi. Rồi lên xanh cớm giùm em nha. Size 1, 2, 3 chốt cho em màu xanh cớm. Xanh lá.
xanh lá này còn bộ số 1 rồi mấy chị ha, size 1 45 tới 50 kg giùm em nha. Rồi xanh lá này em chỉ còn bộ size số 1 thôi. Chốt tả xanh lá em size 1. Bộ em mặc là màu nâu. Rồi lên xanh lá giùm em nha. Size số 1 45 50 kg chốt lên xanh lá. 145 xả 120 nha chị. Xả còn 120 nha. Rồi lên giùm em màu tím cà. Tím cà cho em ha mấy chị ha. Tím cà này em còn size 123, đa số là 123 nha mấy chị. 45 hết. Rồi lên giùm em màu tím cà. Tím cà size 123 chốt mã tím cà giúp em. Rồi tím cà ha. Muốn em mặc thử màu nào mình xem thì mình nói nha, 120 chị. Lên tiếp cho em màu xám. Xám em còn size 1 và size 3. Màu lam á. Màu lam, màu xám gì cũng được hết mấy chị. Rồi chốt mã xám giúp em nha. Màu em mặc là màu nâu. Rồi em lên thử bộ màu lam nè. Màu em mặc là màu nâu ha. Màu này là màu lam. Có áo lẻ nha chị ơi, cái này em đang vơi nguyên bộ. Rồi màu lam em còn size 1 với size 3. Chị nào thích màu lam chốt mã lam giùm em nha. Size 1, size 3, màu lam. Chị Nguyễn Xuân, hình như lại nghe nói giãn cách thêm 2 tuần nữa, là hình như tới chắc phải 20 ngày nữa mới gửi được vô tới Sài Gòn luôn á chị. Khi nào gửi được em báo nha. Bây giờ like đã cực rồi, gửi hàng nó còn cực rất nhiều lần nữa không á. Like rồi chốt được cái đơn cực rồi, mà để gửi hàng được tới mấy chị trong cái thời điểm này cực ghê lắm. Màu đen trơn, chị đớm đớm. 71 kg cao bao nhiêu chị? Vậy lên thêm chiều cao giùm em đi. Để em coi thử vừa size số 5 không nha. Size số 5 là 65 tới 70 kg đó chị. 71 kg để cao tầm chừng 1m58 trở lên thì mới được nha. Chị đớm đớm thôi. Mẫu em đang mặc sale có 120 à chị Quang Đạt. Đây nè chị, 1m58 ok chị ha, vừa size số 5 đó. Đây áo đen trơn size số 5 là lấy cái quần đen trơn ống rộng rồi thành bộ này. Chị đớm đớm có lấy thì chốt giùm em ha. Chốt lên số điện thoại giùm em. Bộ em mặc là bà ba một màu đính đá, quần ống nhỏ nha mấy chị ơi. Đây quần ống nhỏ, em đúng vậy mấy chị xem cái bộ đó ha. Quần ống nhỏ nha. Ống tầm chừng 16. Cái này chị đốm đốm có nha, số 5 chị vừa á. Lấy thì chốt cho em là đen trơn 5 nha. Bộ em mặc 120 chị Ly Ly, 145 á, mà em sale có 120 á. Chị lấy quần ống nhỏ ok chị. Vậy là áo đen trơn với quần đen nhỏ ha, ok chị nha. Đến đó inbox lại giùm em nha, inbox lại địa chỉ giùm em ha. Ok chị. Không có bộ tiểu thư vải gấm chị ơi, có vải lụa à chị. Màu này lên giùm em màu hồng đất. Hồng đất em còn size 1 với size 2 mấy chị ơi. Hồng đất nha. Lên thử bộ hồng đất.
Màu em mặc là màu xám, em còn size 1 và size 3. Màu xám nha mấy chị ha, chốt xám giùm em nha, size 1, size 3. Màu này lên cho em là hồng đất, em còn 1 với 2. Size 1 45 50 kg, cao 1m6 52 kg vừa ha. Size 2 là 50 55 kg, cao 1m6 57 kg vừa giùm em nha. Đó tùy chiều cao nha mấy chị, nhớ lên thêm chiều cao giùm em nha. Rồi lên cho em màu hồng đất. Bộ sẫm còn không? Bộ sẫm hả chị? Trời ơi, bộ sẫm để em coi còn hình như còn có mấy bộ à. Chị lấy size mấy chị lên size cho em coi còn size không chị ơi. Bộ sẫm còn nhưng mà còn size nhỏ nhỏ không à. Rồi lên cho em màu hồng đất cho mấy chị, em còn size số 1 với size số 2 nha. Hồng đất. Bộ sẫm đây mà không biết là chị bao nhiêu ký. Sẫm là bình thường giá bán là 150 mấy chị. Hôm nay sale là 125 nha. Nay xả xuống cho mấy chị là 125. Đây sẫm đây đẹp chưa? Phối viền đen và đính đá nữa nha. Sẫm. Hình như là còn một size 1, size 1, size 2 mấy bộ á. Size 3, 4, 5 em hết. Hải Dương. Ok chị đốm đốm. Em cảm ơn chị Quang Đạt nha. Rồi để em chụp này. Gửi luôn hả chị? Gửi luôn thì em gửi luôn ha. Tại Hải Dương là gửi được nè. Bộ sẫm đây, bộ sẫm 125 mấy chị ơi. Rồi chị nào thích bộ này lên giùm em hồng đất nha, hồng đất. Hồng đất em còn 1 với 2. Hồng đất em còn size 1, size 2 nha. Cái bộ này tên đó là bộ sẫm xẻ tà nha mấy chị. 125. Ok chị. Nói chung các tỉnh từ Nha Trang rồi trở ra ngoài Bắc đó là gửi hàng được. Còn ở trong các tỉnh miền Nam thì tùy tỉnh thôi. Rồi bộ sẫm 150 em sale còn 125 mấy chị nha. Chị nào chốt lên nhìn em. Đây sẫm xẻ tà. Đây nè chị Quang Đạt, em có cái mẫu này hả chị? Đó là lụa hàng Quảng Châu nha. Bán 85.000 một bộ ha. Hình như có mười mấy hình á. Quần dài áo tay con. Em có mẫu này nè, chị có lấy không? Bán 85.000 một bộ ha. Chứ lụa tiểu thơm thì em không có. Rồi bộ em mặc 125 nha. Màu em đang lên là màu tím Huế. Chị nào thích bộ này chốt tím Huế giùm em nha. Tím Huế em còn size 1. Size 1 với size 3 mấy chị. Còn một bộ số 1, một bộ số 3. Số 1 45 50 kg bằng form bà ba. Số 3 55 60 kg. 125.000 chị nào chốt lên giùm em. Đúng rồi, mùa này chốt đơn được mà gửi hàng nó còn khó gì đâu luôn đó chị. Gửi hàng cực lắm. Chị Hằng Thanh 63 kg là chị phải mặc size số 4 á chị. Nếu mà 63 kg mà chị cao 1m6 thì chị mới vừa size số 3. Mà số 4 em hết rồi chị đẹp ơi. Chị Canh Nguyễn Bùi. Đồ đi chùa hả chị? Đồ đi chùa em có mẫu này 140 em xả luôn, còn xuống 85.000. Tại vì biết sao, mấy mẫu này mấy chị bình thường mặc được. Còn đồ đi chùa á, tại chị đi chùa mới mặc mà mùa này đâu có đi chùa được đâu. Ở chỗ nào đi chùa được, em xả luôn, có 85.000 thôi đó, có mẫu này nè. Đây. Mà không biết là có trẻ không. Mẫu dày ha. Xả 85.000 một bộ đó.
kiểu nó dày nè, tay lỡ. Quần ống nhỏ. Quần ống nhỏ ha. Kiểu đơn giản thôi, cái này mặc bình thường cũng được, nhưng mà nó chuyên đi chùa hơn ha mấy chị. Chị Hằng Thanh ơi, Hồng Thanh chứ. Chị muốn mặc bà ba thì size số 4 mới vừa chị. 63 kg size số 4. Size số 4 bây giờ chị có áo lẻ với quần đen chị lấy không? Chứ nguyên bộ màu là size số 4 em hết. Bộ em mặc là sẫm chị, tên nó là bộ sẫm nha, 125. Thành phố giao được không chị Nguyễn Xuân? Em thấy bưu điện ta báo qua là thành phố chưa giao được đó chị. Đây nè 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 chị gì? Chị canh canh gì đó. Em like hai máy em không có coi được tên. Chị Nguyễn Bùi. Nguyễn Bùi Cảnh. Đó có mẫu này thôi chị ơi. Có được không? Sale có 85 ngàn thôi. Sẵn tím Huế, số 1 tím Huế ok chị. Em chốt chị Nguyễn Xuân. Rồi tím Huế này em còn size bộ số 3 nữa, chị nào chốt lên giùm em nha. Tím Huế size số 3 125 nhé chị đẹp. Cái này á thì em thấy shop đăng bán toàn là 180 tới 225 không á. Ủa chị Nguyễn Xuân ơi, ai nói mà thành phố giao hàng được? Thành phố giao hàng được là chỉ có Grab thôi à, chứ hiện tại không có giao hàng được. Rồi bộ này lên thì em màu xanh coban nha. Xanh coban em cũng còn bộ số 1 thôi. Chốt xanh coban nhìn em. Màu xanh coban với chị. Xanh coban nha. Size 1 45 50 kg vừa ha. Chốt xanh coban với em. Em 45 kg. Rồi chỉ là thích bộ này lên thì em màu xanh coban với chị. Giá bán 150, sale 125 nha. Được hả? Sao em thấy không được ta? Để em hỏi lại, nếu mà được là em giao em báo nha. Đúng rồi, thành phố không có giao được chị. Chị Quang Đạt ơi, 65 kg đổ lại là vừa đó. Hình như có mười mấy hình đó chị. Bộ mỗi bộ là hình khác nhau. Để em đo eo là biết à. Tại bộ lụa này mở nút ra gài vô mà không có trồng cho nên không có độ co giãn. Cái vòng bụng á, cái vòng eo á to lắm mà. Nè. Một vòng eo tới 100 lận 65 kg trở lại mặt vừa chị. Thấy không? Nó to gấp đôi người em luôn á. Bộ lụa là 65 kg đổ lại mặt vừa ha. Tại giá thị trường ta bán là 115 tới 125 ngàn không á. Em bán 85 ngàn ha. Mười mấy hình đó chị. Rồi lên tiếp nha. Bộ này lên giùm em màu màu hồng cà mấy chị hơ. Hồng cà này em còn bộ này size số 2. Ủa? Size số 3. Hồng cà này em còn bộ này size số 3 mấy chị hơ. 55-60 kg. Cao 1m6, 1m58, 1m6 thì 62 kg vừa cho em nha. Rồi màu này lên cho em màu hồng cà. Màu đẹp quá mấy chị. Màu hồng cà này em còn size số 3. Hồng cà em còn size số 3 nha. Đó. Màu hồng cà em còn size số 3 nè. Màu hồng cánh sen. Hồng cánh sen em còn size 2. Một bộ số 2, một bộ số 3. Màu này lên màu hồng cánh sen giùm em nha.
Đặt 3 kg lạc xưởng không giao được. Vậy là không giao được đâu nha chị Nguyễn Xuân. Em thấy mấy chị đều không giao được hết. Sài Gòn là không giao được. Chị Quang Đạt ơi, chị inbox cho em nha. Rồi cái này lên giùm em màu hồng cánh sen mấy chị. Hồng cánh sen em còn bộ số 2, bộ số 3 mẫu em mặc nha. Size 125. Hồng cánh sen size 2, size 3 giùm em ha. Hồng cánh sen. Trời ơi, màu đen nè. Màu đen còn bộ số 1 đẹp quá luôn. Xanh coban em cũng còn bộ số 1 ha mấy chị ha. Số 1 45 50 kg. Cao cao một xíu 52 kg vừa. Rồi màu này lên giùm em màu đen. Màu đen em còn bộ số 1. Hình như bộ này bữa em nói em xí em mặc hay sao á, là màu đen là không còn. Chờ chốt đen với em mấy chị ha. Đây em màu đen. Rồi ha, lên giùm em bộ đen. Họ đẹp quá. Rồi chốt cho em bộ đen size số 1. Vào này lên giùm em màu hồng cam, em còn size số 3. Màu hồng cam em còn bộ này size số 3 nha mấy chị ơi. Rồi hồng cam giúp em, bộ em mặc là đen size 1 45 50 kg. Rồi lên màu hồng cam giùm em nha, size số 3 màu hồng cam. Màu xanh rêu. Màu xanh rêu này em còn size số 2, 50-55 kg. Chốt mã xanh rêu dùm em size số 2. Xanh rêu size số 2. Rồi giờ mấy chị xem mẫu gì nữa mấy chị ơi. Bộ thun ha. Bộ thun hay gì nữa không. Sao view bữa nay nó thấp em like. Nó giống như em tự xử quá vậy. Màu tím sen dùm em. Còn bộ này size số 1 mấy chị. Tím sen giúp em nha. Size 1 tím sen. Rồi em qua mẫu. Bộ em mặc 150 mà em đang sale 125 đó chị Ngọc Trinh. Chị Hằng Thanh 63 kg cao nhiêu chị? Không có 80 kg chị ơi, 80 kg có mẫu khác. Ký mẫu khác nha chị đẹp ơi. Chị Ngọc Trinh 55 kg là size số 2 nha chị. 55 kg hồng cánh sen. Ờ em còn bộ số 2, bộ số 1, bộ số 2 nè. Còn chị hồng cánh sen đây chị đẹp. Em lên hồng cánh sen thử ha. Hồng cánh sen em còn bộ số 2, một bộ số 3. Đây màu này là màu hồng cánh sen ha. Em lên hồng cánh sen nha, bộ em mặc là màu đen. Màu đen đó chị. Thì cái em bán là rẻ hơn thị trường, lúc nào cũng rẻ hơn 50-70 ngàn một bộ. Không tin mấy chị cứ thử lên shop dò giá cái bộ này. Không có shop nào mà bán dưới 180 hết trơn luôn á. Rồi bộ đen em còn bộ size số 1 thôi nha. Màu hồng cánh sen nè chị. Size 2 là 50-55 kg. Đây hồng cánh sen, em mặc bộ này size 2 nha. Dạ em 45 kg. Hồng cánh sen còn bộ số 2, bộ số 3. Rồi số 2 nè. Đây số 2 mặc rộng nha. 50-55 kg vừa size số 2. Một mét 58, 63 kg là chị mặc size số 4. Chị số 3 nó ôm dữ lắm. Mà mẫu này em hết số 4 rồi. Số 4 bây giờ là chỉ còn mẫu áo bà ba mà áo lẻ với quần đen á. Chị có ok cái mẫu đó không? Em lên chưa? Đây này chị Ngọc Trinh màu hồng cánh sen nè chị.
Còn cái màu này là màu tím sen nha, em cũng có số 2 luôn. Có hai cái màu sen, màu em mặc là hồng sen, còn màu này tím sen. 150 em sale còn 125 nha mấy chị ơi. Đó, ở trên này nè là nó là ren hết nha, ren thiêu hết. Còn ở dưới này là nính đá mấy chị nha, ép đá. Đá bao giặt máy nha mấy chị luôn ạ. Đá là giặt máy vô tư luôn. Chắc co giãn mạnh cho em nha. Thấm hút mồ hôi. 125 ngàn. Chị Ngọc Trinh ơi, chị lấy tím sen, hồng sen này chị đều còn số 2 hết nha. Chị Khánh Ngọc, còn số 1 còn mấy màu này nè, em đưa lên thử chị chọn được nào không nha. Quần đen áo là 3, rồi chị chờ em xíu. Số 1 nè chị Khánh Ngọc, số 1 em còn những màu này nè. Màu tím sen, số 1 em còn màu tím sen ha. Màu đen nè, bộ đen đẹp quá nè, chị hốt bộ đen đi. Màu đen. Màu đen ha. Rồi màu đen nè. Size số 1 nha. Màu tím sen, màu đen. Và màu xanh cobalt. Còn 3 bộ size số 1 nè chị. Màu xanh cobalt. Màu xanh cobalt ha, size số 1 em còn 3 bộ. 3 màu. Rồi em lên áo là 3 nha mấy chị đẹp ơi. 3 bộ 3 màu chị. Đen, tím sen và xanh cobalt. Bộ ống rộng là chỉ có bộ bà ba thôi chị Ngọc Trinh ơi. Bộ ống rộng mà size 55kg em còn bộ bà ba hả? Bộ lụa hả chị, lấy sỉ chị anh bóc cho em đi chị Quang Đạt. Anh bóc đi em la xuống em báo giá cho mình nha. Tại vì cái giá mình bán 85.000 bộ lụa đó là gần như là giá sỉ luôn á. Giảm tầm chừng 10 đến mười mấy ngàn à. Chị Khánh Ngọc ơi, còn 3 bộ size 1 đó, chị lấy được bộ nào không chị đẹp? Là ba ống rộng nè, em giờ em còn mấy màu này. 140 em sale cho mấy chị còn 101 cái mẫu này đi ha. Sale 110 nha. Sale 110 mẫu bộ và ba một màu. Quần ống rộng. Đơn từ hai bộ giùm em nha mấy chị đẹp ơi, hai bộ đi ha. Này em sale rồi một bộ đi đơn. Mất công á, mỗi lần đi mỗi lần khó, bây giờ mỗi lần đi mỗi lần khó mấy chị ơi, mua cho nó bán giùm em hai bộ nha. Bây giờ phí ship là 30.000 cho một đơn ha. Ok chị đốm đốm nha, là hai một áo hai quần rồi. Ok chị, đây bộ bà ba một màu mà quần ống rộng, bây giờ em chỉ còn mẫu bông thiêu rồi nè. Sale 110.000 một bộ nha. Đó. Quần ống rộng. Quần rộng nữa. Xanh cobalt, chị Khánh Ngọc. Ok chị, Khánh Ngọc Đỗ Phạm. Size 1 là 45-50kg nha chị. Rồi xanh cobalt em chốt chị Khánh Ngọc. Khánh Ngọc Đỗ Phạm. Còn màu đen với màu tím sen đó chị lấy luôn nha chị đẹp. Bộ em đang mặc sale 110 nha. Trời nè, chị Ngọc Trinh thích bộ này không? Size số 2 còn mấy màu này.
ơi, bộ em mặc xả 110 nha, màu em đang lên là màu đỏ đô. Đỏ đô em còn size số 1 và size số 2 nha mấy chị. Đây ha, dáng quần nó là quần ống rộng nguyên bộ vậy nha, 140, em sale còn 110. Nó bị ẩn chị Dung ơi, giờ em vô mới thấy nè. Vậy là chị chốt bộ hồng sen số 3. Ok chị. Bộ hồng sen, bộ sẫm ha chị. Rồi em chốt chị Nguyễn Dung. Nó ẩn comment đó chị, em phải vô ra liên tục em mới thấy. Chị Nguyễn Dung. Mẫu này chị chưa có, số 3 chị mặc vừa đó chị. Chị Bích Đào số 3, bộ này số 3 chị vừa mà 60kg. Rồi vậy em chốt chị bộ hồng sen rồi nha. Áo là 3 không có size 80kg chị An Bình ơi, size tới 72-73kg à. Ngọc Trinh ơi em có bộ này nè, chị có ok không chị nè? Không thì em lên áo lẻ cho chị nào hồi nãy hỏi đó, chị Hằng gì á, chị Hằng Thanh, chị Hằng Thanh có xem áo lẻ không chị ơi? Rồi size số 2 nha, em còn size số 2 nè, em còn màu đỏ đô nè, 50-55kg giùm em nha, màu đỏ đô, màu hồng da cho em nha. Chị nào muốn xem màu nào thì nói em mặc lên cho mình xem nha, màu hồng da, màu xanh ngọc, 110.000 một bộ mẫu như em đang mặc nha, em lên bảng nào cho mình ha, màu xanh ngọc, màu tím sen, màu tím sen nha mấy chị, màu em mặc là màu đỏ đô, màu này là màu cam sữa. Rồi số 2 em còn 2, 4, 5 màu ha mấy chị ha, màu cam sữa cho em nha, màu tím sen size 2, 50-55kg vừa, màu xanh ngọc, màu hồng da nha, màu đô á, và màu đỏ đô như em đang mặc. Rồi size số 2. Bộ bà ba kiểu quần đen, ok chị Lan Hương. Rồi em lên bộ bà ba kiểu quần đen nha. Size số 1 thì còn nhiều màu lắm ha, chị nào size số 1 nói em nha, 45-50kg. Số 1 bộ ống rộng còn nhiều màu. Rồi size số 3 nè, bộ ống rộng size số 3 em còn hai màu này, màu vàng nghệ và màu xanh ngọc nha. Size số 3 55-60kg, còn hai bộ này thôi ha, vàng nghệ và xanh ngọc. Chị nào lấy thì chốt giùm em nha, size số 3 bộ ống rộng nha, size số 3 bộ ống rộng. Rồi em lên mẫu áo màu quần đen. Chị Khánh Ngọc ơi, cái bộ sẫm đó là còn có hai màu đó, số 1 và chị ba màu, ba màu chị chốt màu rồi còn hai màu nè. Tại này hết rồi em mới sale á, với giá bán là 150 ha. Em còn số 1 em còn màu tím sen và màu đen à chị. Còn hai bộ này nữa à. Size số 1 nha. Chị hỏi em mẫu nào vậy? Có bộ bà ba kiểu quần đen nha chị, chờ em xíu. Chị Dung ơi, vậy em chốt cho chị bộ số 3 rồi nha. Chị Khánh Ngọc hỏi em bộ sẫm hay bộ nào chị? Bộ bà ba thì còn nhiều màu, còn bộ sẫm số 1 em còn như đó ha. Rồi em lên áo màu quần đen. Áo màu quần đen ống rộng. Chị Quang Đạt mình em bóc qua giùm em đi thôi, em bóc cho em rồi em báo giá cho nha. Áo màu quần đen thôi mấy chị đẹp ơi. Rồi áo màu quần đen em còn hai, em có hai màu quần nha mấy chị. Quần em đang mặc là quần quần đen ống nhỏ nè, quần đen lẻ em có quần đen ống nhỏ và quần đen ống rộng luôn nha. Đó, quần em đang mặc là quần đen ống nhỏ có hai túi ống nhỏ. Còn quần này là quần đen ống rộng có một túi nha mấy chị, này ống rộng nè. Đó.
Cái chị muốn thích lấy cái quần kiểu nào thì mình lấy nha. Ống nhỏ 55.000, ống rộng 60.000 ha. Rồi em thì em thích mặc bà ba với quần ống rộng hơn là quần ống nhỏ. Áo nào? Đây, áo màu thì em có hai loại nha mấy chị. Một loại là đính đá như thế này nè, là giá bán là 85 xả còn 70. Còn một loại là áo trơn luôn. Một loại là áo trơn luôn thì giá bán 75 xả còn 60 nha. Tức là áo trơn 60.000, áo có đính đá 70.000 thôi mấy chị. Rồi chị nào muốn xem mẫu nào thì em lên nha. Em lên áo đá trước thôi. Đó, mẫu em đang lên là chỉ có áo màu mình mặc với quần đen thôi. Mặc về quần quá nó cộm. Rồi áo màu quần đen nè, 70.000 một áo. Quần đen thì mấy chị cộng giá vô. Quần đen ống nhỏ 55.000, quần đen ống rộng 60.000 anh em ha. Ok chị. Màu em đang lên là màu tím Huế, em có size từ 1 tới 5 mấy chị nha. Tím Huế size 1 cho tới size 5, 45kg tới 70kg, cao 1m6, max size luôn là 72-73kg vừa cho em nha. Hết chị. Số 3 chị lấy qua cái màu, thích màu đen thì lấy qua cái màu tím Huế đậm này. Còn bộ số 3 chị Dung lấy luôn đi chị. Đây, thích màu đen thì cái tím Huế đậm này nó cũng đẹp nè chị nè. Còn bộ tím Huế đậm số 3 nè, chị lấy cho em luôn đi. Đẹp quá trời mà nó rẻ. Còn bữa nè, tím Huế em mặc là nó còn tươi nè, cái tím Huế này nó đậm xuống luôn đó. Chị thích màu đen, chị lấy màu này vẫn được. Còn bộ nè. Đâu rồi chị nào hỏi em áo màu quần đen đâu rồi. Màu em mặc là lên cho em màu tím Huế anh mấy chị ha. Tím Huế giúp em nha. Tím Huế em cần size 1 cho tới size 5. Rồi màu này mấy chị lên giùm em mã nâu. Màu nâu ha. Nâu này em biết còn xem nha. Nâu này em giữ còn 1 với 2 sao. Đúng rồi. Màu nâu ha, màu nâu tím giùm em nha, màu nâu nó hơi pha xíu tím. Chờ em xíu. Sạc pin hết pin. Chị em xíu cắm sạc cái pin nha mấy chị. Chị Hằng Thanh màu hồng sen sáng à. Hai quần đen ống nhỏ và một quần đen ống rộng, áo là ba màu hồng đen hồng sen sáng. Chị Hằng Thanh, chị Hằng Thanh ơi, áo là ba màu hồng mà size 4 chị. Bây giờ size 4 em còn mấy màu này nè chị em đưa lên thôi chị. Ok, cái màu nào chị lấy nha. Size số 4 giờ em còn cái hồng này nè. Ủa chị Hằng Thanh ơi, áo bà ba đính đá màu hồng. Size số 4 bây giờ em còn cái màu hồng. Đây chị, em
đưa màu size số 4 lên chị lựa được cái nào chị lựa giùm em nha. Bản màu size số 4 em còn những màu này nè. Em ở Bình Thuận nha chị Võ Đạt. Size 4. Đây chị size 4 1 2 3 4, em còn 5 màu. Màu hồng size 4 em còn hồng này, em lấy chị hồng này được không nè chị? Cái size 4 không có màu hồng sen nha. Hồng này nó là màu hồng hồng luôn, màu hồng bình thường của mình hay gọi là màu hồng á. Không có hồng sen, hồng tím, hồng gì hết. Đó, là màu hồng này nè, size 4 em còn cái này nè chị lấy không? Sao nó xíu à. Em lên thử cái hồng này nha. Và tím Huế cho em với chị ha, chị đang thích tím Huế, chốt tím Huế cho em nè. Rồi em lấy chị cái màu hồng này size 4 được không nè chị đẹp? Đây ha. Hồng này em còn size 2 và size 4 nè. Rồi chị có lấy được cái này thì em lấy chị cái hồng này. Số 4 không có hồng sen chị. Với lại chị lên số điện thoại giùm em nha chị Hằng Thanh ơi. Chị có ok cái này chị nói ok rồi lên số điện thoại giùm em nha. Chị Hằng Thanh đâu rồi ta? Comment lên giùm em chứ để em biết em like. Rồi số 4 em còn màu hồng như em đang mặc nha. Màu đen nè. Size 4 60-65kg màu đen. Màu đen ha. Size số 4 giùm em nha. Màu hồng em đang mặc nè. Màu xanh rêu. Màu xanh rêu size số 4 60-65kg nha. Chị Hằng Thanh lựa được cái hàng lựa giùm em ha. Màu xanh lá tươi. Màu xanh lá tươi size số 4 60-65kg màu xanh lá tươi. Và màu vàng tươi ha mấy chị. Size 4 nha. Màu vàng tươi. Ok, em thấy số điện thoại chị Hằng Thanh. Chị ơi, vậy là cái màu áo màu hồng này nè, chị có lấy không chị? Lấy thì chị nói lấy giùm em để em biết em chốt nha. Chứ không có màu hồng sen nha chị ơi. Áo lẻ không có màu hồng sen. Rồi, còn chị nào xem mẫu nào nữa không mấy chị đẹp ơi? Dạ chị lấy màu vàng hả chị? Ok chị nha. Chị Hằng Thanh mình ở đâu vậy chị đẹp? Tỉnh nào chị? Để em coi được có gửi hàng được không? Hai quần đen nhỏ. Một quần đen rộng. Rồi. Ok chị. Chị Khánh Ngọc Đỗ Phạm. Ồ chị Khánh Ngọc á, hồi nãy chị chốt một bộ màu xanh coban rồi, bây giờ chị lấy áo màu xanh coban luôn hả? Giờ chị lấy thêm áo màu xanh coban luôn hả chị? Thích màu xanh coban hả? Đây.
áo đính đá màu xanh của ba nè, chứ đẹp. Các chị nhớ nhấn theo dõi cái file em đang like nha mọi người. Màu xanh Coban nè chị. Hồi nãy chị chốt có bộ xanh rồi mà giờ lấy tiếp áo xanh hả? Lấy thì chị kêu ok cho em nha, để em biết em lấy nha. Rồi xanh Coban, chị nào chốt lên xanh Coban giúp em nha. Xanh Coban em còn size 1, 2 và 5 mấy chị ha. Xanh Coban em còn size 1, size 2 và size 5. Màu này là màu xanh Coban. Áo tay dài nha mấy chị đẹp. Tay dài. Tại vì em mặc em thấy kén thôi đó. Cái này là tay dài nha. Xanh Coban em còn size 1 với size 5 mấy chị ơi. Size 1, size 5. Chị Khánh Ngọc ơi, vậy chị lấy áo xanh của ba hả? Chị lấy, chị nói ok giùm em nha. Tại vì hồi nãy em thấy chị có một bộ màu xanh rồi á. Nó giống y cái bộ, cái màu nó là giống y cái bộ màu xanh đó nha. Hà Nội hả chị? Hà Nội hình như cũng đang bị giãn cách hay sao á. Để em coi thử gửi được em gửi nha. Còn không gửi được thì khi nào gửi được em báo nha chị đẹp. Rồi, chị nào thích xanh Coban chốt xanh Coban giùm em ha. Xanh Coban size 1, 2, 3, 4, 5. Ở xanh Coban size 1 và size 5. Màu này mấy chị lên giùm em màu cam sữa. Màu cam sữa cho em ha. Và 70 ngàn một áo chị. Quần 60 ngàn một quần ống rộng, 55 ngàn một quần ống nhỏ. Rồi, chị nào thích màu này lên giùm em màu cam sữa. Cam sữa em còn size 1, 2, 3 và 5. Cam sữa em còn size 1, 2, 3, 5 ha. Ok chị Hằng Thanh. Rồi, vậy chị Khánh Ngọc lấy cái này luôn hơn ok chị nè. Màu em mặc lên giùm em là màu cam sữa nha mấy chị. Màu em mặc lên cho em cam sữa nha. Cam sữa kèm size 1, 2, 3 với 5 mấy chị thôi. Rồi chốt mã cam sữa thì em size 1, 2, 3, 5. Xanh ve chai cho em ha. Xanh ve chai này em còn size 1 với size 5. Ủa size 1, size 2 và size 5 mấy chị. Màu xanh ve chai. Size 1, size 2 và size 5. Màu lên là màu xanh ve chai ha. Có chị kêu xanh cổ vịt là màu xanh này nè. Rồi chốt xanh ve chai giúp em nha. Xanh ve chai em còn size 1, size 2, size 5. Màu xanh ve chai mấy chị. Xanh ve chai. Rồi mấy chị ơi, em xuống like nha, cái view thấp quá. Chị em xuống like ha. Chị nào xem thì vô lại bên nhóm chợ em lên lại lần nữa mình nhóm chợ ha. Chị nào xem vô lại lần nữa, em like tới 10 giờ em xuống nha. Chị Quốc Đạt đâu rồi, chị có xem cái mẫu kia giờ rảnh thì em lên màu cho chị lựa. Cam sữa số 4. À, cam sữa không có số 4 chị. Cam sữa hết số 4 rồi. Nếu mà chị thích chị lấy số 5 đi, về có rộng chị bóp eo lại. Số 4 là em còn mấy màu đưa lên chị xem.
Chị một cái xanh của 35, ok chị đốm đốm. Đây nè em đưa họ tiết lên chị Quang Đàn xem nè. Rồi em báo sỉ chị có ok thì lấy nha. Này em bán lẻ là 85, tại vì em bán nó gần sát giá nên sỉ nó không giảm tầm chừng mười mấy ngàn đó chị. Đó, em nói để gì biết chị lấy ha. Cái mẫu này đẹp lắm. Resize ha, 65 kg đổ lại cho em vừa. Tại vì em đo vòng eo rồi, eo tới 100 lận là mặc thoải mái luôn, 65 kg trở lại mặc thoải mái luôn. Em bên mua bộ. Cái lụa nó mặc mát lắm ha. Cam sữa còn số 5 à chị. À, chị thích màu tươi chị lấy xanh lá đi chị đẹp nè, xanh lá đẹp nè chị, xanh lá không có số 4 rồi. Xanh lá lên đẹp cũng đẹp. Em thì em thích màu tươi hả, rút bộ màu vàng này đi. Đây ha, là lưng thun nè, quần em mặc còn rộng lắm, 65 kg trở lại là mặc thoải mái. Cái này nước gà mà em trồng luôn là mấy chị biết rồi đó, mẫu hơi bị xinh luôn ha mấy chị. 85 ngàn một bộ nha. Rồi chị nào thích bộ vàng này chốt giùm em vàng. Vải lụa hàng Quảng Châu nha chị Quang Đạt ơi. Đây cái vải nó mịn lắm nè, mềm mịn lắm, nó không có nhăn ha. Đó, này mấy chị bán là phải 115 tới 125 á, gùi lại cũng không nhăn nữa đó. Mà mát lắm ha. Thấy không, em gùi mà nó không nhăn, vải rất là đẹp. Rồi ha, chị là thích bộ vàng lên vàng giùm em nè. Vàng bộ này lên giùm em mã ha. Mã trắng xanh nha mấy chị ơi. Cái này chốt mã trắng xanh giùm em nha. Trắng xanh. Rồi lên giùm em trắng xanh, 65 kg đổ lại là bao vừa. Trắng xanh. Bộ này cổ tiểu thư lên giùm em mã cam. Cam này cam tươi trói luôn đấy. Cam có hai túi dưới nữa nè. Rồi lên giùm em mã cam. Cam ha mấy chị ha, cam. Bộ này lên giùm em màu xanh đen. Này chốt cho em mã xanh đen. Em lai em gùi đóng đó, mình nó đâu có nhăn đâu. Rồi lên mã xanh đen cho em, giả 65 kg đổ lại là mặc được ha. Nó đi viền cổ, viền tay áo và viền dưới quần nha mấy chị. Rồi bộ này đó chị nào thích chốt cho em mã xanh đen nha, viền dưới lai quần đó, xanh đen. Rồi hồng dâu cho em nè, em lên hết màu nha, mỗi một màu là nó một hình khác nhau mấy chị. Rồi hồng dâu giúp em ha. Hồng dâu 65 kg đổ lại vừa, 85 ngàn. Lúc em lên đồ bộ thì kêu lên bà ba, lúc em lên bà ba thì kêu lên đồ bộ. Rồi em lên tiếp màu cam đất. Nè chị Quang Đạt nha, chị em lên hết màu lượt đó, chị nhớ hoặc là chị chụp màn hình lại, chị có lấy thì chị inbox của em ha. Rồi ha, màu cam đất giùm em nè. Màu cam đất giúp em nha, màu cam đất. Em lên theo màu thôi. Rồi xanh đậu cho em ha. Chốt cho em mã xanh đậu. Màu xanh đậu, màu em mặc màu vàng. Ủa, màu vàng này đẹp quá. Em hợp với màu vàng lắm. Em là thích màu vàng. Rồi xanh nước biển giùm em ha. Xanh nước biển. Lên mã xanh biển. Xanh Cuban size số 4. Áo màu 3 hả chị?
Sunkoban. Còn cá số 5 là em hết luôn rồi. Hàng bà ba là bây giờ không còn hàng nữa mấy chị ơi. Các xưởng may bà ba là chuyên có hàng ở dưới miền Tây, mà các xưởng may miền Tây là dẹp đóng cửa hết, không có may gì được hết á, vải không có nhập luôn. Bà ba giờ là không có hàng bán mấy chị ơi. Rồi cái này lên màu hồng da giùm em nha. Hồng da màu nu á. Màu này mặc rất là sáng. Trắng da. Rồi màu hồng da cho em nè. Hồng da. Rồi xanh ngọc. Bộ này lên cho em xanh ngọc. Hồi đó hình như có 10 màu hay sao đó chị. Rồi xanh ngọc giúp em nha. Xanh ngọc. Em lên hết màu rồi đó chị. Hết màu rồi đó chị, nhớ có 10 màu. Nhiều màu thì nó họ tiết khác. Ví dụ như cái màu xanh ngọc vậy nè, thì có nó tới 4-5 hình gì vậy đó. Rồi giờ em xuống like, em phát bên nhóm chợ lên lần nữa. Chị nào muốn xem nữa lên nữa em lên mẫu tiếp nha. Rồi bên fan cá nhân em tắt thôi.